Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trong phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào ngày 12 tháng 3, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB trình bày rằng đã làm việc với một tinh thần trung thành tuyệt đối, nhưng khi nghe bị cáo Lan trình bày tại tòa thì thấy thất vọng đã tin nhầm người. Theo đó, ngày 12 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Phiên tòa tiếp diễn với phần xét hỏi của Viện Kiểm sát và luật sư đối với các bị cáo. Nói về quyền quyết định bố trí nhân sự tại SCB, trả lời luật sư, bị cáo Lan phủ nhận hầu hết các cáo buộc. Bị cáo khẳng định không chỉ đạo thành lập các công ty ma, không lên phương án vay vốn khống, không thuê người đứng tên các khoản vay mà do người của SCB thực hiện. Luật sư hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về người cấp có thẩm quyền nào đã kêu gọi hợp nhất 3 ngân hàng. SCB hình thành từ sự hợp nhất của 3 ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cũ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất. Theo cáo trạng, bị cáo Lan bật khóc, trình bày rằng do Ngân hàng Nhà nước nhờ nên bị cáo đã vận động bạn bè, người thân mua đủ trên 65% cổ phần để việc hợp nhất thành công, không ảnh hưởng đến Ngân hàng Nhà nước và tiền tệ quốc gia. Bị cáo đã cho mượn tài sản và kêu gọi đối tác nước ngoài gồm nhóm chuyên kinh doanh tài chính ngân hàng và các tỷ phú trong giới kinh doanh bất động sản. Luật sư hỏi về việc cáo trạng nêu bị cáo Lan có quyền lực, có quyền quyết định bố trí nhân sự tại SCB. Bị cáo Lan trả lời rằng bị cáo không có nghiệp vụ ngân hàng, nhưng vì bị cáo có tài sản, có 5% cổ phần, mọi khó khăn đều giải quyết được hết nên các anh em nghĩ bị cáo là chủ. Được xét hỏi, bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB cho rằng mặc dù Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ gì nhưng tầm ảnh hưởng của bà lại rất lớn trong SCB. Hoàng cho biết, dưới góc nhìn của bị cáo thì vai trò, vị trí, tầm ảnh hưởng của Trương Mỹ Lan thấy được từ việc tái cơ cấu các khoản nợ của SCB, hoạt động của ngân hàng đa phần thuộc về nhóm của Trương Mỹ Lan. Bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB cho biết, có thể Ngân hàng Nhà nước biết được Trương Mỹ Lan có uy tín, năng lực, chủ thực sự của SCB nên mời tham gia tái cơ cấu. Trả lời xét hỏi, Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, bị cáo buộc đã giúp sức tích cực cho bị cáo Lan rút tiền của SCB. Bị cáo Dung làm việc tại SCB từ năm 2010 trước khi hợp nhất, trải qua nhiều thời kỳ lãnh đạo. Bị cáo Dung trình bày rằng đã rất tin tưởng vào đạo đức, tài năng của bà Lan. Bị cáo Dung nói khi gặp chị Lan, bị cáo rất thần tượng, làm việc với một tinh thần trung thành tuyệt đối, sai gì làm đó. Khi nghe chị Lan khai, bị cáo cảm thấy thất vọng, đã tin nhầm người. Nhiều người khác cũng đã lăn xả với SCB vì tin tưởng chị và hậu quả là đã phạm tội. Bị cáo Dung cũng thừa nhận giữa năm 2022, theo chỉ đạo của bà Lan, bị cáo đã lập bản báo cáo thực trạng tài chính dư nợ cho bà Lan. Lúc đó bà Lan có ra làm việc với chính phủ, báo cáo về tình hình của SCB nên yêu cầu bị cáo Dung làm thống kê này để đối chiếu với số liệu dư nợ của các khoản vay thuộc nhóm của bà Lan và các khoản vay thông thường không liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB cho biết tiền giải ngân được sử dụng vào việc trả nợ khoản vay cũ tại SCB, rút tiền mặt, chi phí cho việc mua các dự án Sài Gòn One Tower, Vạn Thịnh Phát, Mũi Đèn Đỏ. Trong đó, dự án Mũi Đèn Đỏ quận 7 được dùng làm tài sản đảm bảo cho nhiều khoản vay. Dự án này có quy mô khoảng 117 hectare, đến năm 2013 được phê duyệt quy hoạch 1/500. Tuy nhiên, đến năm 2014, luật đầu tư sửa đổi nên lúc đó thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thuộc về Trung ương. Do đó, đến thời điểm cho vay, dự án này chưa có chủ trương chấp thuận đầu tư, trong khi tiến độ bồi thường thì gần như hoàn thành, chỉ còn vài hectare. Ngày 12 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Phiên tòa tiếp tục đến phần xét hỏi của luật sư bào chữa đối với các bị cáo. Trước đó, tại phiên tòa chiều 11 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát đã xét hỏi đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, người bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để che giấu sai phạm tại SCB. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn trình bày việc gặp bị cáo Lan là theo đề nghị của Võ Tấn Hoàng Văn. Khi gặp, Không bàn bạc gì mà chỉ yêu cầu bị cáo Lan bán bớt tài sản trả nợ cho ngân hàng. Bị cáo chỉ biết bị cáo Lan là khách hàng lớn, chủ đầu tư của SCB. Sau này mới biết vai trò của bị cáo Lan rất lớn tại SCB. Cạnh đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn xin phép được trình bày thêm với hội đồng xét xử. Bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi và số tiền như cáo trạng truy tố. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét trong hoàn cảnh là trưởng đoàn thanh tra, bị cáo vẫn là người cấp dưới thực hiện chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, bị cáo Hưng thừa nhận việc bị cáo Nhàn nhận tiền của bị cáo Văn là hoàn toàn thụ động, không có bàn bạc với ai tại SCB. Sau khi nhận tiền, một là an toàn của bản thân, gia đình và hai là tạm thời vi phạm pháp luật. Bị cáo đã chấp nhận giữ an toàn của bản thân, gia đình nên nhận tiền để một góc nhà. Khi làm việc với điều tra viên, bị cáo đã viết đơn khai nhận toàn bộ và nộp lại tiền. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn trình bày, bị cáo ăn năn hối cải về việc làm của mình. Anh em trong đoàn thanh tra làm việc vất vả đến 2-3 giờ sáng để vạch ra bức tranh tổng thể về SCB. Nhưng sau này SCB không thực hiện những kiến nghị của đoàn thanh tra. Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo SCB, có kiến thức nhưng vẫn cố tình vi phạm, xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Bà Nhàn cũng trình bày rằng đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền. Theo cáo trạng thì hành vi của bị cáo với hành vi của bị cáo Hưng là như nhau, với các thành viên khác cũng như nhau, nhưng một mình bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử lý giải, với tư cách là trưởng đoàn thanh tra, tại sao bị cáo không phải trình bày với đại hội đồng cổ đông mà lại đi gặp bị cáo Lan? Vậy bị cáo Lan có vai trò, vị trí gì? Bị cáo đã 4 lần nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn. Bị cáo nói bản thân có ý thức nhưng lại 4 lần nhận tiền rồi mới trả lại. Căn cứ nào cho rằng cần bảo đảm an toàn cho bị cáo và gia đình bị cáo? Chủ tọa phân tích, hội đồng xét xử chỉ ra cho bị cáo thấy chứ không phải viện kiểm sát hỏi rồi bị cáo trả lời loanh quanh. Bị cáo là trưởng đoàn thanh tra thì phải biết ai là người đứng đầu ngân hàng nhưng lại đi gặp Trương Mỹ Lan. Còn việc vì sao các bị cáo khác cũng nhận tiền như bị cáo nhưng chỉ bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ. Tất nhiên, nhận tiền đều là lợi ích vật chất, nhưng bị cáo nhận 5,2 triệu USD khác với người nhận 100 triệu đồng. Theo chủ tọa, viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng hay sai thì hội đồng xét xử sẽ xem xét, chưa ai kết luận bị cáo có tội hay không và có tội gì. Đối với 13 dự án nằm ngoài danh mục kê biên phong tỏa của cơ quan điều tra mà con gái và các thành viên gia đình bị cáo Lan đã nộp, bị cáo Lan cho biết đó là dự án của bạn bị cáo và mong được tạo điều kiện để nói chuyện với bạn rồi mang vào khắc phục cho SCB. Luật sư hỏi, đối với 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Chí xác nhận đảm bảo hoàn trả, chị có đồng ý đảm bảo chuyển tiền về tài khoản phong tỏa để khắc phục? Bị cáo Lan xin hội đồng xét xử cho phép chuyển 1.000 tỷ đồng này đến SCB vì SCB đang rất cần tiền. Hội đồng xét xử cho biết không riêng gì bị cáo Trương Mỹ Lan mà đối với tất cả bị cáo, hội đồng xét xử đều tạo điều kiện cho khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật và khắc phục đến đâu thì hội đồng xét xử sẽ xem xét. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!